Cho dù là thời tiết rơi vào mức nền nhiệt rét đậm, rét hại, nhưng những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản vẫn được vận chuyển và lắp đặt miễn phí ngay tại nhà khách hàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Trong clip ngày hôm nay, Ngọc Japan lại tiếp tục có cuộc hành trình giao những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản. Với đơn hàng ngày hôm nay, đó chính là phiên bản SKS 5600 được bàn giao ngay tại nhà cho anh Thông ở huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Và cũng như là ở thời điểm hiện tại thì phiên bản SKS 5600 vẫn là một trong những cái phiên bản được rất nhiều các khách hàng ưa chuộng. Và đây là một trong những cái phiên bản hot nhất ở tầm phân khúc giá 20 triệu đồng. Và ngay lúc này thì bạn Tài, nhân viên giao hàng của Ngọc Japan, bạn ấy đang bóc cái lớp băng cuốn ở bên ngoài chiếc ghế, tiếp tục cho cái quá trình lắp đặt những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản vào đúng cái vị trí mà khách hàng mong muốn. Và các bạn có thể nhìn qua khung cảnh, đây chính là mái ấm gia đình của anh Thông cùng với các thành viên ở trong gia đình ở tại huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Và chia sẻ thêm với các bạn thì trong ngày hôm trước, anh Thông có trao đổi với Ngọc Japan là anh muốn lấy 2 chiếc SKS 5600, một chiếc thì sẽ được giao về quê hương Nam Sách, Hải Dương và một chiếc sẽ được giao về quê hương Cai Lậy, Tiền Giang. Chiếc ghế SKS 5600 ở trong khu vực Tiền Giang sẽ là cơ sở 2 của Ngọc Japan ở quận 12. Các bạn trong đó sẽ đảm nhiệm và giao cho anh Thông. Và ngay lúc này thì bạn Tài đang tiếp tục cái quá trình cũng như là về cái cách lắp đặt chiếc ghế SKS 5600 được kết nối thông qua bộ niwa đổi nguồn để lấy cái nguồn điện 100V cho chiếc ghế được hoạt động. Sau mỗi chiếc ghế khi lắp đặt xong thì sẽ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng một cách chi tiết kết hợp với 2 bảng hướng dẫn sử dụng đi kèm theo ghế. Qua màn ảnh nhỏ thì các bạn cũng có thể thấy các thành viên trong gia đình anh Thông, từ những thành viên cao tuổi cho tới những các cháu nhỏ, rất đang là háo hức để đón chờ một cái món quà, sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe. Và đặc biệt như các bạn có thể thấy thêm, đó chính là bạn Tài đang hướng dẫn cho người cao tuổi nhất gia đình anh Thông, đó chính là ông của anh. Và lời cuối cùng trong video, Ngọc Japan cảm ơn đại gia đình cũng như là cảm ơn anh Thông đã luôn tin tưởng, đồng hành, sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại Ngọc Japan. Kính chúc đại gia đình chuẩn bị bước sang một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Đó, chế độ trên thì các bạn bên đấy thì con có thể vào được bài của ông này. Đó, đây là bài tập thân này, rồi bài tập thân rất là đẹp. Cái phần này nếu mà nó đo xuống cho mình nhá, chứ không phải ngồi cứ ở nhá.